Chào người. Đây, em có cái đầu nổ GM181 6 ngựa nha, Max in Saban. Đầu máy xanh nha. Thì cái đầu này nó đủ đôi nha mọi người. Thì cái đầu này thì mọi người có thể lắp máy xới hoặc là lắp cái máy rửa xe xịt thuốc cũng rất là ngon. Hoặc là anh em làm cái con này là cốt xéo nha, cốt xéo với con này chắc 6 ngựa. Con này lóc cốt xéo thì thường thường nó tua chậm. Con này này cái giá đầu tháng nha mọi người, 4 triệu rưỡi nha, 4 triệu rưỡi. Không bao ship nhé, làm chút này là hơi ok, có lửa nha. Đầu máy thì nó đủ đôi nha, đây đầu máy nha mọi người nha. Nên mình làm một chút nha. Giá đầu tháng nha, 4 triệu rưỡi, không bao ship nha. Đẹp. Chưa có dọn nha mọi người nha.